Rồi mọi người ơi, đây là bộ đồ nghề cắt tóc dạo của Thu Thủy tại nhà. Nói nghe tại sao mà nó ngược như vậy, cắt tóc dạo mà tại nhà. Tại vì bây giờ Covid đâu có đi cắt tóc dạo được. Thực ra thì Thu Thủy mua bộ đồ nghề này để cắt tóc cho hai cha con. Từ lúc mà có mẹ ha, thì con đâu có thể đi ra ngoài cắt tóc phải không? Thì nhỏ lúc mấy tuổi nè? 5 tuổi không? Lúc còn 3 tuổi ha. 3 tuổi tới 4 tuổi, 5, 6 tuổi. Ông xã cũng dạy tóc, cũng xã là Thủy cắt luôn, lần đầu tiên bật mí cho mọi người. Bây giờ thì ngày hôm nay Thủy sẽ thị phạm cho con trai trước nha, chuyên nghiệp mọi người. Trời ơi, giờ nhìn Thủy cắt tóc còn chuyên nghiệp hơn, không nghĩ là Thu Thủy ở nhà cắt tóc sẽ như thế nào. Giờ mọi người sẽ để ý nha. Rồi, đẹp không? Con thấy không? Khỏi chê luôn. Khỏi chê luôn. Tóc Henry bây giờ là rất dài nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì sẽ không phải là cắt ngắn mà sẽ là cắt cho có kiểu. Tại vì Henry là phải để tóc hơi Hàn Quốc tí xíu nha. Và xuống ngành của xong. Rồi. Bây giờ trước tiên thì thấy tông đơ này là Thủy không phải mua để cắt cho hai cho con, mà là tông đơ này Thủy mua để cắt cho Lana. Bởi vì Lana từ thời mà lúc Lana mới sinh em bé. Hai cho con những ké thôi chứ thật ra là này của Lana nha mọi người. Henry sẽ là một người khách rất là dễ chịu, là Henry sẽ ngồi yên cho mẹ nha, đừng có rung rồi. Henry tính Henry thì nó hơi là kiểu năng động đó mọi người. Đó, trước tiên là mình sẽ lấy cái lớp tóc ở phía trên cao như thế này nè mọi người. Đấy, rất là dễ cắt luôn, mình kẹp lên. Trời ơi, cắt tóc mà Lana ở ngoài khóc đòi mẹ. Cái kẹp, rồi. Đây, cái này mình lia rất là dễ luôn nha mọi người. Rồi, con cúi xuống xíu. Mọi người thấy không? Dễ không? Không cần lược luôn. Thì cái này mình sẽ cắt cho nó gọn. Nó đã có cái diện tích sẵn cho mọi người rồi, cho nên mọi người cắt dễ lắm. Chỉ là mình có gan dám làm thôi. Thủy thì Thủy gan. Sao bắt đầu hơi gọn rồi ha. Dạ. Ví dụ như mình thích nó tự nhiên á thì mình sẽ để vậy. Nhưng mà Thủy thì thích cho nó cao lên tí xíu á, thì mình sẽ đổi cái đầu nó sát hơn tí xíu. Nói chung là mình cứ làm từ từ, từng mật một. Mọi người đừng có ham nhanh ha, nhanh là nguy hiểm lắm. Đó, như cái này ha. Thì là mình sẽ bắt đầu cái phần này. Nó tia 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 đi, mình làm cái răng lược này của nó ngắn nè. Ngắn vừa phải thôi, mình làm nhẹ nhẹ ở dưới. Đó. Thì nó sẽ sạch hơn ha mọi người. Hồi xưa là Thủy không có mua cái tông đơ này. Thủy mua cái kéo thì cắt thì tỉa giống như là tỉa gỏi á mọi người. Cho nên là trời ơi rất là vất vả luôn. Mình lấy cây kéo nhiều màu đi. Rồi từ từ. Đó mọi người ha. Khi mình cắt mấy cái mai này mình cắt nhẹ nhẹ lên. Ngồi im rồi lắc đầu không sợ. Đóng nó rồi yên. Trời ơi cắt tóc em đi là rung hồi hộp lắm. Thì không yên nha. Đó con từ từ. Qua đây. Nào đang không? Con ngầu hả? Ok. Từng bước là tới liền. Có những cái chỗ này mọi người, mình không có có tông đơ kiểu mầm, kiểu là của những người mà người ta tông đơ nhỏ thì mình sẽ lấy cái kéo mình tỉa nhẹ nhẹ vậy nè, thì nó sẽ tự nhiên hơn nha. Mọi người cho con lấy cái kéo màu nhiều màu chứ mình nhé. Kéo nhiều màu là cắt cuối cùng con. Rồi bây giờ nha. Đó thì những cái phần này ha, mình sẽ cắt tỉa tỉa là cho nó đều lại ha mọi người. Cắt giống như cắt cỏ gà vậy đó. Bên đây cũng vậy nè. Con ơi, mình im chỗ này nguy hiểm, cắt lỗ tai con nha. Đó, như cắt cho em bé thì mình có thể kép lỗ tai xuống, mình cắt tỉa nhẹ nhẹ từ từ. Đó, những cái cọng này. Đó. Rồi. Mình có thể lấy cái kéo cũng được. Đó, nhưng mà Thủy thì thấy an toàn nhất là mình đó, mấy cái chỗ này nè. Đây là tiệm mình xịt nước giống như ở ngoài tiệm đâu nha. Ướt này là ướt tự nhiên nè. Đó, chứ gì là mình thấy sạch sẽ hơn là lúc đầu đúng không? Tóc hiện nay là dạng tóc mỏng nha mọi người. Nhưng mà phía trên này thì nó hơi lùm xùm á. Cho nên thì sẽ lấy cái kéo cắt tỉa này. Cái kéo sắc cư. Cắt tỉa này để cắt cho Henry những cái phần tóc mà nó hơi kiểu là dày ở trên đây nè. Mình sẽ cắt. Nó ra một mớ.
Chắc là nhiều quá mọi người ơi. Tóc Henry nó mỏng lắm cho nên là thôi mình cắt ít thôi. Cắt một cái thôi, mỗi lần đưa vô là cắt một phát một thôi. Cắt một phát thôi là nhiều rồi mọi người. Đúng rồi. Ngay chỗ này nè, hai bên bát này nè. Nó dày mình cắt nó mỏng đi. Thêm. Bên đây cũng vậy ha, nên nó bị dày quá đúng không? Mà mình cạo thì nó xấu. Thì mình muốn tóc nó hơi kiểu Hàn Quốc một tí xíu á. Thì đó, mình sẽ cắt như thế đó. Bắt đầu mai mình mới cắt những cái phần gọn đằng sau nha mọi người. Đây là nó sẽ bị giống như hai tầng vậy thì. Rồi, lớp này phía dưới nó nằm cắt tỉa. Mọi người ơi, đó thì ra thắt cắt bắt đầu là thấy gọn gàng hơn, đỡ vì người rừng này à. Cái máy nè, với cái phần này nó đang bị tỷ lệ quá nè, mứa chịu xíu nha. Rồi, xíu bà tắm cho. Xíu ngồi mẹ tắm cho. Đó, thì cái phần máy này cái mọi người cài chạy xuống mọi nha. Mọi người, nãy giờ mọi người không được lấy cây nhuộm màu, tụi lấy cây nhuộm màu, lấy cây màu xám đẹp. Đó thì mọi người có thể là cắt nó xoa le một tí xíu, đừng có kiểu nổ đều quá, nhắm mắt đừng có làm cái này, làm cái này nó dính cái miệng mọc môi lại nó bậm. Tóc của Henry nó hơi ướt cho nên là mình sẽ không có biết được. Yeah. Xíu bà tắm nha. Henry là có một sự chịu đựng không hề bền bỉ nha mọi người. Tí xíu là la ó lung sùng thì cắt tóc cho Henry bằng 10 người luôn mọi người. Rồi, đưa anh. Ở đây. Đó. Bây giờ là mọi người thấy bắt đầu nó cũng hơi bắt đầu sạch sẽ gọn gàng hơn lúc đầu rồi. Lúc đầu cho mọi người thấy đầu như bây giờ là khác hẳn ha. Tỉ lại chút xíu nữa là sẽ gọn gàng để rồi. Sắp được tóc đẹp chưa rồi. Kìa kéo nhiều màu của con nè. Trời ơi, Henry thích kéo nhiều màu. Đó, bên đây cũng vậy. Xong chưa mọi người ơi? Xong chưa mọi người ơi, là mẹ đó. Mọi người giống như là kéo lên mà mình thấy nó không bằng nhau á, mình kéo lên vậy nè, mình cắt cho nó bằng nhau thì nó sẽ đỡ bị xo le nha mọi người. Đó, cắt nhúm nhúm đè đè lại, mình sẽ bỏ những cái tóc cũ, tóc hư rồi tóc cháy rồi đó mọi người. Đó, mình cứ kéo lên ha, kéo lên. Đó, cái này nó không bằng cái này, mình cứ cắt ngang để cho cảm giác tóc nó sẽ dày và nó sẽ không có bị le que. Như mọi người, như người ta là người ta sẽ làm rất là chuyên nghiệp. Người ta kéo lên xong cái ta đưa lên, cái người ta chải, ta chải xong rồi người ta đưa lên, người ta cắt thì lùi quá lấy tay luôn mọi người. Đó nha, đó vẫn đẹp không? Trời ơi, chuyên nghiệp. Rồi bây giờ mọi người thấy Henry được chơi không? Rồi ông chủ vậy chứ ông chủ. Tính tiền. Chủ ơi, ông chủ tiền cắt tóc. Đâu, quay qua đây bà con này. Đâu, tiền thiệt chưa? Henry. Dạ, có bao không? Henry, quay cho bà con rồi. Cha đâu, đó, con có tóc rồi. Con phải ngồi đây. Ngồi cho ba quay cái đầu tóc à. Cảnh đẹp trai, ngồi xuống đàng hoàng. Ôi, xấu đẹp trai đó. Ôi, diễn đẹp trai nha. Vô phòng làm luôn hả? Đâu? Trời ơi, luồn xuống dưới quét luôn, kinh chuyên nghiệp vậy. Nào hồi nữa xếp giường cho em luôn hả? Dạ. Đâu? Quay vô mặt coi. Những giọt mồ hôi trời ơi.
Ơi chết dạ, dễ thương ơi, 10 tháng em đi được anh nè mọi người ơi.